Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Mempo, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng tạo bản đồ chuyên đề là Rich Thematic Map nha. Rồi ta vào thực hành luôn. Đóng vô nè. Giả sử ta mở một cái bản đồ cho các bạn coi nè. Thấy không? Sau khi ta đổ cái bản đồ màu lên nè, thấy đẹp không ạ? Đây, cái chú màu nè. Đó. Bây giờ là khu dân cư chi tiết nha. Để sử đổ màu một phần nữa cho các bạn coi thôi nha. Đó. Rồi vô mở tab khu dân cư và chi tiết nè, đây nè nha. Rồi giả sử bây giờ ta có cái bản đồ mà khu dân cư và chi tiết này, ta muốn đổ màu như thế nào? Đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn đổ màu tự động nhanh trước, rồi đổ màu theo quy định nha. Rồi vô map nè, desktop map nè, chụp chính nha. Rồi ta vô nè, rồi vùng nè, đó. Là bấm nét nè, rồi vô bảng nè, chọn theo cấp công trình nè, bỏ ra cái phần trống nè, rồi màu màu tự động nha, tự do nè, đó, muốn xây là xây nha, là sẽ ok một cái các bạn nè, chủ đề nè, đó, màu nè, đó, rồi cái này đi kình nè, đặt tên nó gì nè, đó, mất ok nha, đó, thấy không, ta màu vậy nè, rồi, giả sử như tôi bấm tắt đi, rồi ok nha. Rồi bây giờ ta muốn đổ màu theo đúng quy định thì sao? Đó, vô map, rồi vô khu dân cư nè, nét nè, cấp công trình nè, nét nè, đó màu đúng không? Cái màu này nè, mới vô muốn chút sửa thì vô đâu? Vô đây, chọn vô nó nè, các bạn lưu ý nè, bấm vô style nè, chọn vô một cái nào đó, bấm vô đây, xong bấm vô đây nè, bấm vô cái này nè, rồi vô ba gạch nè, cái này nè, rich green blue nè, theo định nè. Các em thấy theo định là nhập vô đây, nhập cái thông số vô đây, ok nghe các bạn, nhập từ đầu tới hết cái công trình này là ok nha, rồi bấm ok, ok đó, thấy không ra nè, đồ bốn này đây, thấy không các bạn, đây là cái bảng này, màu tạo ra nè, còn đây là màu nè, đúng rồi không? Đơn giản vậy các bạn, chủ yếu các bạn là nhập cái thông số cho đúng nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.